Ok, chào tất cả các bạn, mình là Chủ Văn TV. Và hôm nay thì mình lại có món đồ chơi mới nha các bạn. Đây là cái máy hàn Andri các bạn. Máy hàn tích các bạn. Con này, hay máy hàn mic các bạn. Con này không dùng khí nha các bạn. Đấy, mình mới đặt con này ở trên Banggood cho các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành làm cái video mà hộp review và test thử cho mọi người xem về cái chất lượng của nó nhá. Thấy con này thì nó khá là xịn sò các bạn. Khá là nhiều người dùng con này nha các bạn. Đây, con này là con máy hàn Andri nha các bạn. Đấy, con này thì mình thấy đợt này có khá là nhiều anh em dùng con này đấy. Con này thì nói chung là chất, nhìn cái hộp các bạn đây có cả website riêng nha các bạn. Đây, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp và review và test thử cho mọi người xem về cái chất lượng của nó nhá. Đấy, link mua hàng thì mình sẽ để trong phần mô tả video, thì ở đấy thì nó sẽ ghi cho các bạn chi tiết hơn về các thông số kỹ thuật của nó nha các bạn. Đấy, hôm nay thì mình sẽ mở hộp và test thử cho các bạn về chất lượng của nó, xem hàng ngon hơn không. Đây các bạn. Wow, thấy khá là nhiều đồ nha các bạn. Đây, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đến đây cho mọi người cùng xem nhá. Ok các bạn, và đây là toàn bộ cái sản phẩm trong hộp nha các bạn. Đấy, có mặt nạ hàn này, kính hàn này, ổ cắm này các bạn. Không biết ổ cắm này là nó cắm cái gì các bạn. Đây. Nhưng mà con này ổ cắm nó kiểu như là tiêu chuẩn châu Âu các bạn. Đấy, rất là gắt luôn. Đấy các bạn, hai cái này thì nó sẽ cắm vào nhau nha các bạn. Đây. Đấy các bạn, trời ơi, Việt Nam mình chưa bao giờ thấy cái ổ cắm nào mà nó kinh này các bạn. Đấy, kiểu như kiểu nguy hiểm chết người các bạn. Đấy, cắm rất là gắt luôn. Đấy các bạn, mình sẽ tiến hành cắm vào nhá. Đó, rất là an toàn luôn các bạn nhá. Đấy, cái ổ cắm của nó kinh không các bạn. Đó các bạn, tút ra cái là nó sẽ có cái nắp đóng vào để không cho cái cây hoặc cái gì nó tọc đây các bạn. Đấy, ổ cắm của Anneli các bạn. Cái này chắc là nó họ tặng thêm để mình cắm cái gì chứ không phải là cắm máy hàn nha các bạn. Đấy, được tặng thêm 2, 4, 5 cái bét hàn nha các bạn. Đấy, cái này là khi mà mình hàn nó bị tắc cái đầu này các bạn. Đấy, mình hàn chấm nó mạnh tay quá, cái này là dí luôn vào trong sắt các bạn. Thì nó bị cứng đấy thì mình có thể thay này. Đấy, nếu mà chưa quen các bạn, hàn chưa quen này. Đây thì mình vừa có cắm thử đấy các bạn. Thì con này nó hàn được cả hàn que, cả hàn mic nha các bạn. Đấy, hàn mic thì mình cắm như này các bạn nhá, cắm thêm một cái dây mát nữa. Đâu các bạn, cái dây mát mình bỏ đâu rồi. Đây các bạn. Đấy, dây mát này cắm vào đây. Đấy, đối vào đây. Xoay vào phát là nó sẽ cứng ngoài các bạn, kẹp vào và cho cái cuộn hàn và dây hàn vào hàn thôi các bạn. Ở dưới này thì nó còn một cái đầu nữa để còn mình kẹp cái que hàn các bạn. Con này chơi được cả hàn que nhá. Nhưng ở đây thì mình không thấy trong cái bộ này nó có cái dây kẹp cái hàn que này. Chắc là phải mua ngoài nha các bạn. Đấy, họ cho mình một cái dây để đeo này. Đấy. Và một cái đầu để mình còn gọi là kẹp vào để còn ấy bên đây các bạn. Đấy, để kẹp que hàn ấy. Đấy, nếu mà các bạn nào hàn que thì các bạn có thể sắm thêm một cái đoạn dây nữa để kẹp vào. Đây, đây là hộp dây hàn nha các bạn. Đấy, dây hàn thì loại này thì trong nó có sẵn thuốc hàn rồi. Đấy, chỉ việc hàn thôi. Để mình bóc luôn cho bạn xem cái này nhá. Cái này, cái cuộn này thì cũng khá là rẻ đấy các bạn. Lần trước thì mình cũng mua một cuộn ở trên Shopee. Dùng như là 200 mấy, 300 mấy các bạn. Đấy. Đây. 1 mm nha các bạn. Đây, lần trước mình mua đây ạ. Lần trước thì mình chế cái máy hàn mic các bạn. Đấy, bộ lần trước đây các bạn. Đó, bộ này thì nó là cái dây này có cả ống dẫn khí nha các bạn. Đấy, kẹp vào mát là dùng thôi. Đấy các bạn. Thì cái này thì mình độ độ khí vào cũng được các bạn. Con này thì không dùng khí nên hàn nó có thể là nó không có đẹp bạn, mà độ khí vào thì cũng rất là dễ thôi. Thì các bạn đầu tư thêm khoảng 1 2 triệu nữa mua bình khí này, van van điện như các bạn. Đấy, và các bạn câu chung với cái công tắc này là khi mà các bạn bấm công tắc vào thì cái khí nó sẽ tự động nó bơm vào cho các bạn. Đấy, nếu mà các bạn nào thích thì mình sẽ làm một cái video độ cái khí vào cái máy này các bạn. Đấy, nói chung là con này thì thấy cũng khá là ok rồi. Khí hiếc thì tí nữa thì mình sẽ hàn xem là nó có ngon hay không, nhưng mà không ngon nữa thì mình độ khí vào nha các bạn. Đấy, đây là cái nội thất của nó này các bạn. Đó các bạn, đấy các bạn lắp vào đây và các bạn mở đây ra, đậy dây hàn vào nha các bạn.
Đó, các bạn đẩy một đoạn thôi, không thì bạn vặn vào, siết ốc lại và cắm điện vào, bật lên thì cái motor này nó sẽ chạy và nó đẩy dây ra thôi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cắm điện vào nhá. Đấy. Chạy vù vù các bạn nhá. Đấy, nháy gọi là nhìn rất là nguy hiểm các bạn. Đây là cái phiên bản nâng cấp lên là nó có máy hàn que nha các bạn. Chứ phiên bản mấy phiên bản trước là không có máy hàn que nha các bạn. Rồi bấm vào xem nó chạy không nha các bạn. Đó chạy rồi. Đó dây nó bắt đầu hút vào nha các bạn. Rất là khỏe luôn này. Đấy. Lần trước mình có chế cái bộ này nhưng mà phải sử dụng một con motor giảm tốc rất là khỏe nhưng mà nó vẫn rất là nặng để nó đẩy ra nha các bạn. Đó các bạn rất là nhanh thôi. Đấy nó tỏi luôn ra này. Đấy bấm vào đây phát là hàn thôi, rất là tiện các bạn. Đấy. Đó các bạn. Dây này thì nó khá là giòn nhá các bạn, tại vì trong nó có thuốc ấy. Đấy, trong nó sẽ có thuốc hàn các bạn. Đấy nên mình có thể rất là dễ bẻ này. Wow, tút điện ra này các bạn. Tút điện ra mà nó vẫn còn chạy một lúc nữa, có nghĩa là trong này nó sử dụng cái con điện hoặc là con tụ các bạn. Đấy, nó tích điện rất là kinh khủng các bạn nhé. Đấy, ở đây thì có những cái tính năng gọi là chỉnh vôn này. Đấy, chỉnh mili này, 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili này các bạn. Đấy, có lẽ kích thước dây các bạn. Đó, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở ra cho bạn xem qua về cái phần nội thất của nó đã. Không thì tí nữa thì mình sẽ mang ra kia và test thử cho các bạn xem nhé. Ok bạn, đây mình đã tháo hết tất cả những thứ có thể tháo ra cho bạn xem rồi nhá. Đó, ở đây thì có hai con đèn các bạn. Con này là 60N cho các bạn, 60N này. Anh em nào chuyên về điện tử thì nhìn phát là biết liền. Hai con đèn này. Đấy, ở trên này là một cái cảm biến nhiệt độ phải các bạn nhá. Đấy, ở đằng sau này các bạn. Con này là cái gì, là con diode các bạn. Đấy, diode, hai con diode công suất lớn nhá. Đấy, tất cả nó đều được cái viết trên một cái miếng nhôm tản nhiệt rất là dày nha các bạn. Đây. Đó, và đằng sau là một cái con quạt luôn các bạn nhé. Đấy, quạt này sẽ thổi trực tiếp vào cái bo mạch của nó để làm mát nhé. Như nhiều khi mà trường hợp là cái mạch của nó lại thiết kế nó hơi bị lệch lệch, quạt nó lại ở bên trên thì nó cái hiệu suất tản nhiệt của nó sẽ bị giảm nha các bạn. Đó, đây là một con biến áp xuyến này các bạn. Con biến áp xuyến này thì được quấn dây rất là to ở bên ngoài này các bạn. Ở bên cạnh là một con biến áp phụ này. Đấy. Trên là một cái động cơ giảm tốc các bạn. Trên này là cái phần bảng mạch các bạn. Đó, ở về cái phiên bản này thì nó đã có tách rời ra các bạn. Mấy cái phiên bản trước là mấy cái hai cái này nó gộp lại nhau các bạn. Đó, nó gộp lại. Thì mình ở đây thì mình chỉnh vôn riêng này. Đó. Chỉnh vôn là cái chỉnh cái độ khỏe của mối hàn các bạn, cho nó chạy nhanh hay là chạy chậm các bạn. Đó, cho nó ngấu hay không ạ. Ở dưới này là cái tốc độ của tốc độ dây các bạn. Đấy, khi mà các bạn chỉnh càng cao lên ấy, thì cái tốc độ motor giảm tốc các bạn. Đó, nó sẽ quay càng nhanh và cái dây dây thuốc hàn các bạn đẩy ra càng nhanh. Trên là vôn này, dưới mấy cái này là cái cảnh báo các thứ các bạn. Đó, rất là nhiều những tính năng. Đây, con này là con Anelli Mix 250ME nha các bạn. Đây thì có ba cái này, một là cái cắm cò hàn này, công tắc hàn này. Công tắc hàn này thì mọi người có thể chế thêm không biết có thể chế không, nhưng mà mình sợ là nó câu chung với cái mạch gì đó, nhưng mà nếu mà có thể là câu bạn mua thêm một cái van khí các bạn để còn có thể chế khí các bạn. Đấy. Rồi nối trực tiếp vào cái ống này. Đấy. Để bơm khí này các bạn. Không biết là ống này có hỗ trợ khí không. Hoặc là các bạn phải mua thêm một cái cò hàn khác các bạn. Đấy, trong cái cò hàn khác thì họ sẽ có những khí này các bạn. Nói chung là về cái phần khí thì nó riêng các bạn. Nó không có liên quan đến phần mạch điện này các bạn. Đấy, có mạch điện này là chế khí và là chạy khí thôi. Có khí thì hàn nó sẽ cái mối hàn nó sẽ sáng hơn, nó ok hơn thôi các bạn. Đấy. Còn về cái mặt bên này các bạn. Đấy. Mặt bên này thì các bạn có thể nhìn thấy hai con tụ rất là to này. Hai con tụ này thì nó tích điện rất là kinh khủng các bạn nhé. Vừa mình thử tút điện các bạn, đang chạy tút điện ra, nó vẫn chạy được một lúc. Thì chứng tỏ cái khả năng tích điện của nó rất là ok các bạn. Đấy, anh em nào mà thích thì nghịch thì có thể tháo ra này. Sạc điện vào thông dí vào người các bạn. Đấy. Nhảy nhót lên luôn các bạn. Đấy, tụ này thì nó cũng kiểu tương tự là những cục pin các bạn, nhưng mà cái quá trình cái chu trình sạc và sạc của nó nhanh hơn pin rất là nhiều các bạn nhé. Đấy, nó sạc vào nó xả ra để có nó cân bằng cái dòng điện, ổn định cái dòng điện các bạn nhé. Đó. Đây là cái chân ra để còn mình cắm vào cái hàn que các bạn nhé. Đấy, con này nó có hàn que này, là nó ở đây các bạn. Hàn que này. Đấy, cái đấy thì họ câu chung lên với cái dây da cò hàn các bạn. Đấy.
họ nối lên cái cò hàn này đây các bạn. Nói chung là cho các bạn xem sơ qua về cái con này thôi, nhìn thì nét này đẹp luôn, không phải là hàng tàu nha các bạn. Đấy, nó không phải là hàng mã các bạn, nhìn nó rất là chất lượng luôn, cực kỳ là chất lượng luôn. Nhìn mấy cái miếng nhôm này là biết là chất lượng các bạn, rất là dày. Đó, cái thiết kế của nó thì cũng khá là thông minh. Tí nữa thì mình hàn xem được không đã các bạn nhé. Chứ nhìn thông minh này, thiết kế nhìn khá là ok này mà hàn không được nữa thì chịu các bạn nhé. Đấy, hệ thống gọi là thoát khí tản nhiệt này các bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp lại và mang ra ngoài kia và test thử cho các bạn xem nhé. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ tiến hành test thử với cái máy hàn mic này cho các bạn xem nhé. Đây, mình đã chế thêm một cái cọng dây nữa, tí nữa mình test hàn que luôn cho các bạn nhé. Thì cái dây này thì các bạn đặc biệt là các bạn chế là cái lõi của nó to hơn cái que hàn là được nha các bạn. Đó, thì cái điện trở của nó sẽ cao nhất ở chỗ cái điểm hàn các bạn nhé. Chứ cái dây nhỏ quá là dây nó sẽ bị nóng nha các bạn. Đó, dây này thì tầm cũng khá là to các bạn. Đây, cái đầu này thì là họ cho sẵn rồi nha các bạn, chỉ việc là bít ốc vào thôi. Mua thêm một cái đoạn dây này nha các bạn để hàn que này. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ tiến hành bật lên và test thử cho mọi người xem này. Đấy, hiện tại nó đang nhấp nháy, nhìn rất là nguy hiểm này các bạn. Đấy, nó đang chọn các chế độ đấy. Hiện tại đang chọn là 0.8 này và sử dụng điện nha các bạn. Đấy, thì ở đây thì nó có cái nút để của mình còn chuyển chế độ nha các bạn. Đấy, nút chuyển chế độ này. Đấy, hai cái nút này là để còn hàn mic nha các bạn. Đấy, sang bên này là hàng hồ quan này, lái tích này các bạn. Đấy, thì hai cái này nó hoàn toàn khác nhau các bạn. Khi mà các bạn để ở bên này này, đấy, 0.8 hoặc là 1.0 các bạn. Đấy, phải bóc chạm vào. Đấy, chạm vào là nó không ăn như các bạn, phải bóc cò nó mới ăn. Đấy, bóc cò thì nó mới ăn. Đây, và khi mà các bạn chuyển sang chế độ này nha các bạn. Đấy, chuyển sang chế độ này là cái chế độ hàn que nha các bạn. Đấy, là khi mà các bạn phải chạm vào phát là nó ăn luôn rồi các bạn. Đây, mình sẽ cho cái cây nó dài ra nhá. Đấy, đây các bạn, chạm vào phát là ăn luôn, không cần bóc cò. Đây là cái chế độ hàn que, kiểu như hàn que các bạn. Đấy. Đấy, và bóp cái này thì nó không ăn nữa, tại vì nó đã chuyển sang chế độ hàn que rồi nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ tiến hành hàn thử nhá, xem nó như thế nào. Đấy, đeo cái mũ vào này. Đấy, nói chung là chắc là ok thôi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành bóp một đường nha các bạn, xem là nó có bị bục sắt hay không. Wow, không hề bị bục sắt nha các bạn. Đấy, nếu mà với cái máy hàn que các bạn mà các bạn để mà quá là lâu á thì nó sẽ bị bục ngay. Quay thử hàn lại nha. Rất là ok các bạn. Cái hàn cây các bạn cứ phải lựa chọn điểm chấm 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 này, nhiều khi chấm trượt nên là hàn nó không được đẹp các bạn. Đấy, nhưng mà mé này thì mình cứ để vào đúng cái chỗ mà mình cần hàn các bạn, và bóc cò thôi là nó sẽ tự động dính ạ. Đấy, đó, rất là ok luôn các bạn nhé, rất là chắc và rất là nhanh. Và các bạn, chấm 3 điểm thôi, rất là ok luôn. Đây các bạn, mình sẽ tiến hành hàn thử những cái cây sắt rất là nhỏ này. Đấy, với những cái cây sắt nhỏ này thì các bạn chơi hàn cây thì thông thường nó sẽ rất là khó, bởi vì nó hay bị chảy các bạn. Đây, bây giờ thì mình sẽ tiến hành hàn thử nha. Đấy, nhẹ cái thôi, ăn luôn các bạn nhá. Đấy, rất là tiện lợi nhá. Nhỏ xíu mà hàn rất là ok các bạn. Đấy, hàn con ốc lên nữa các bạn nhá. Đấy, máy này là đặc biệt là hàn những cái nhỏ rất là sướng các bạn. Wow. Đó các bạn. Con này độ chế đúng là nhất luôn các bạn nhé. Đấy, mấy con kia cứ về gõ này. Đó. Nhiều khi gõ nó không ăn, còn nhiều khi gõ trượt các bạn. Đó, rất là ok này. Mình đang để vôn cao nhất này các bạn, nên là có thể bắn hơi tóe này, để xuống một nửa này các bạn nhé, xem hàn nó có bị tóe không. Đó, mọi người chỉnh vôn các thứ nó hợp lý thì hàn nó ok hơn nhé.
đó, bớt tóe hơn nha các bạn để cái dòng cao quá thì nó hay bị tóe những cái đường vụn hàn ra các bạn đấy, nhưng mà các bạn để dòng hợp lý một cái hàn nó cũng rất là đẹp nhá. Đây đấy các bạn, tóe rất là ít luôn. Vừa đây mình để vừa đây mình để cái điện nó cao quá các bạn đấy, đây giảm xuống này các bạn, cái tóe tóe nó ít hơn hẳn luôn đó. Đây chỗ này để mạnh quá này, mạnh quá té té nhiều này, chỗ này để ít này. Đấy các bạn, mũi là cực kỳ là đẹp luôn nhá, đấy cực kỳ là đẹp luôn, kéo một đường dài cho mọi người xem nhá. Ok các bạn, đây là cái mối hàn nó này. Đấy, vừa mình kéo hai đường nha các bạn. Đường đầu tiên là mình để cái ampere cao quá các bạn. Đấy, nó bục luôn cả sắt này nhá. Đấy, tức là con này rất là khỏe này. Sau khi mình chỉnh giảm xuống các bạn. Đấy, mối hàn rất là đẹp. Và đặc biệt là cực kỳ là ngấu nha các bạn. Không như mấy con hàn que thì mình hàn nó hay bị cũng hay bị bục này các bạn, và cái xỉ hàn nó bị tràn vào những cái bục này. Và mình không nhìn thấy các bạn, phải đánh ra thì mới nhìn thấy, và lại phải hàn lại, nó hàn đắp các bạn. Rất là lâu. Đấy, con này cứ kéo đường phát và không 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 có nhiều xỉ hàn các bạn, xỉ nó chỉ là một cái lớp mỏng này thôi các bạn, như là một lớp bụi ở trên thôi. Đấy nên là mình có thể kiểm soát được, biết chỗ nào bục để mình có thể chấm thêm nha các bạn. Đấy chỗ này thì chấm thêm vào được này. Đấy đây là kéo một đường dài cho bạn xem này. Thì máy này nói chung là cũng khỏe các bạn. Đấy. Rất là khỏe. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành test thử hàn que cho bạn xem nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ test hàn que nên là mình sẽ sử dụng cái dây này nha các bạn. Thì cái dây này với dây này thì nó sẽ có một cái dây mát nối chung với nhau nha các bạn. Cái dây đỏ ở giữa là riêng rồi. Đó. Sẽ vặn lại theo chiều kim đồng hồ. Bây giờ thì mình sẽ đi lấy que hàn nhé. Đây các bạn, que này chắc là 2.5 này. Que này họ cho mình nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bật lên. Không ăn. Phải chuyển sang chế độ đấy, MMA hoặc là Lightic. Bỏ các bạn, kéo một đường nhá. Đấy, cái này phải tăng lên nha các bạn, hơi yếu đây. Đây các bạn nhá. Đấy, hàn que thì hàn cũng rất là ok các bạn. Đúng theo kiểu là dân không biết hàn que các bạn. Đấy. Bục. Nói chung là mình để hình như nó hơi mạnh quá các bạn. Nhưng mà hàn que thì nó cái xỉ hàn nó rất là nhiều các bạn, nó bắn ra và nó rất là khói. Nên là mình vì sao mình phải đầu tư thêm con này các bạn. Đấy, hàn mic các bạn. Thì nói chung là những cái điểm mà nó không hàn được hàn mic, nó sâu quá các bạn thì mới chơi hàn que thôi, còn không thì cứ chơi hàn này các bạn. Người mới hàn thì cũng hàn được một cách rất là dễ dàng như các bạn. Đấy, nhìn này các bạn, mối hàn này không bao giờ bị lục nha các bạn, nó chỉ là không được thẳng hàng thôi. Cái này hàn nhiều quen tay nó sẽ thẳng thôi. Đấy các bạn, thì đây các bạn, hai cái mũi đây, hàn que này, hàn mic này các bạn, hàn mic nhìn đẹp này, và xỉ hàn thì hầu như không có này các bạn. Còn hàn que này, bây giờ lại còn phải đi gõ xỉ hàn này các bạn nhé. Đấy, chỗ này như mình để cao quá bục sắt đấy. Đấy, nói chung là con này hàn que cũng được các bạn, hàn đến nỗi bục sắt này thì các bạn giảm xuống là hàn đẹp ngay. Đây, hàn que làm gì chơi được như này các bạn. Hoặc là phải ông nào phải cực kỳ là lâu năm kinh nghiệm là mới chơi được những loại mỏng này thôi. Rồi các bạn, rồi các bạn test qua qua cho bạn xem thôi. Đó, đây là cái máy hàn cũ mình dùng này các bạn, con này hàn que này. Hàn nói chung là chỉnh không khéo, hàn không khéo là cũng rất là dễ bục như các bạn. Con này thì mình cũng đặt mua cũng hình như năm rồi các bạn. Đấy, còn rất là mới nha các bạn. Con này thì bác nào đi công trình hàn cũng được này, hàn que này. Cũng rất là khỏe, có cái chế độ quá tải các thứ các bạn nhé. Đấy, chỉnh vô này, con này chắc hôm nào mình thanh lý quá.
đặt mua như là 2 triệu 2. Hàng của Việt Nam nha các bạn, made in Việt Nam này. Hàn cũng ok các bạn, Hàn que. Bác nào hay dùng que thì Hàn cái này cũng được này. Đó. Nhưng mà từ hôm nay thì mình sẽ chắc là chuyển sang cái máy Hàn mic nha các bạn. Hàn rất là dễ. Đó. Anh em nhìn nó biết này. Mục này. Ok vậy thôi, và mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.